Những thứ ngay trước mắt thường hay bị coi là điều hiển nhiên. Và có lẽ vì sinh sống, làm việc tại thủ đô, đã quá quen thuộc với dòng người và phố xá xô bồ, nên chúng mình hiếm khi tìm hiểu những bộ phim khắc họa về Hà Nội. Liệu cách nói, sự nhộn nhịp cùng những di tích lịch sử đã từng khác ra sao vài chục, vài trăm năm trước? Liệu trong thời phong kiến, hay khi những chiếc máy bay địch vẫn còn rình rập sau những đám mây, Hà Nội đã từng là một nơi như thế nào? Hẳn đây cũng là một góc nhìn mới đối với những người trẻ, thế hệ sinh ra trong thời bình và chỉ được nhìn thấy thành phố này qua sự sầm uất hiện đại. Vậy hôm nay, hãy cùng phê phim du lịch một vòng Hà Nội, nhưng không phải bằng chiếc xe máy, mà qua cái nhìn hoài cổ của những bộ phim xưa, để cùng xem mảnh đất này đã chuyển mình ra sao giữa dòng chảy thời gian nhé. Để mở đầu danh sách ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với một Hà Nội từ rất lâu về trước qua tác phẩm cổ trang có tên Long Thành Cầm Giả Ca. Được dựng từ kịch bản giành giải nhất của nghệ sĩ ưu tú Văn Lê, đây chính là bộ phim kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào năm 2010. Dựa trên bài thơ cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du, phim theo chân Tố Như, tên chữ của chính tác giả, cùng tình yêu của nhân vật này dành cho cô gái tên Cầm. Chàng là tân khoa đã có hiền thê, nổi tiếng với những vần thơ lay động lòng người. Nàng là con gái của một ca kỹ, xinh đẹp, yêu kiều với tiếng đàn mê hoặc. Giữa một thời đại chiến tranh hỗn loạn, tình yêu của họ được định sẵn bằng một kết cục bi đát. Trong một xã hội phong kiến hà khắc, nỗi lòng của hai con người chỉ còn biết thổi vào những con chữ, chảy theo những âm thanh đầy day dứt tiếc nuối. Với tiêu đề được dịch sát nghĩa là bài ca người con gái gảy đàn ở kinh thành Thăng Long, giống như truyện Kiều, tác phẩm là sự cảm thông dành cho những phận đời nhỏ bé bị vùi dập bởi xã hội. Lấy bối cảnh lịch sử cuối thời nhà Lê, đầu thời Nguyễn, phải dành lời khen cho đạo diễn Đào Bá Sơn khi tái hiện một kinh thành Thăng Long rất có hồn và ngay lập tức gợi được cảm giác hoài cổ. Từ trang phục, cách ăn nói, nếp sinh hoạt của người dân Hà Nội đều được chăm chút tỉ mỉ, không cần tô vẽ mà rất giản dị, chân thật. Phần lời thoại dù đậm tính kịch, nhưng trùng hợp thay lại ăn khớp với thời đại phim nói đến, rất lịch sự, trang trọng. Kể lại khúc bi tình đẹp mà man mát buồn, Long Thành Cầm Giả Ca có lẽ là một trong số ít những phim cổ trang của Việt Nam được thực hiện chỉnh chu, chứng minh rằng với sự tìm hiểu kỹ càng, việc đưa được cái đẹp của quá khứ lên màn ảnh là điều hoàn toàn khả thi. Mở đầu với một cảnh rất kỳ lạ. Một cô bé chạy ngược dòng người, chặn cả những chiếc xe của bộ đội tên lửa để hỏi địa chỉ của cha. Anh lính nọ thấy lạ, liền kéo lại hỏi quê quán. Và khi nghe thấy tên con phố Khâm Thiên, chợt đôi mắt anh đượm buồn. 22 giờ ngày 26 tháng 12 năm 1972, không quân Mỹ cho máy bay giải thảm dọc Khâm Thiên, phá hủy 534 ngôi nhà và 287 người. Ước tính có 178 đứa trẻ đã mồ côi sau đêm hôm đó. Từ đây, chỉ với hai câu thoại ngắn ngủi, toàn bộ bi kịch của em bé Hà Nội đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng cười, pháo hoa và những lớp học trong tâm trí cô bé Ngọc Hà đều đã biến mất. Hiện thực trong mắt em giờ đây chỉ còn đống gạch vụn, chỉ còn những hố bom loang lổ trên mặt đất như vết thương trên da thịt và cả tâm trí của người dân Hà Thành. Có lẽ phải đến khi xem phim, ta mới hiểu thế nào là việc đang đi bộ trên đường, đột nhiên nghe thấy tiếng báo động phải vội tìm chỗ trú ẩn. Bác sĩ đang khám bệnh, phải vội bế bệnh nhân chạy để tránh bom. Hà Nội qua cái nhìn của đạo diễn Hải Ninh hiện lên thật khốc liệt, khó khăn. Nhưng cũng chính vì thế, phần cảnh những người lớn nhường chỗ của mình cho Ngọc Hà để lấy gạo chuyển đi một thông điệp mạnh mẽ về tình người mà chẳng cần đến lời thoại. Dù tiếng bom ngày đêm quấy rầy trên bầu trời, Ngọc Hà vẫn kéo cây vĩ cầm để những giai điệu du dương che lấp đi âm thanh của cái chết. Một tác phẩm tuyệt đẹp và thật cảm xúc, với những góc máy đầy ẩn ý cùng phần nhìn chân thực, hình ảnh Hà Nội ngày đó hiện lên đầy ám ảnh. Trong phim, việc tái thiết thủ đô vẫn còn nằm trên những trang giấy. Một Hà Nội tươi đẹp, bình yên chỉ có trong giấc mơ của những người kỹ sư. Nhưng đến khi nhìn lại Hà Nội sầm uất của bây giờ, ta phải công nhận rằng hy vọng và nghị lực của con người ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Với mục đích ép các lãnh đạo phía Việt Nam quay lại bàn đàm phán sau khi sửa 69 điểm trong bản dự thảo Hiệp định Paris, ngày 17 tháng 12 năm 1972,
Tổng thống Mỹ Richard Nixon ra lệnh mở cuộc tấn công tổng lực bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã lân cận. Theo ước tính, từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động 197 máy bay B-52, đi kèm với đó là 999 chiếc máy bay chiến thuật nhằm thực hiện 729 lần ném bom trên toàn miền Bắc. Với hỏa lực mạnh, đi kèm với công nghệ hiện đại bậc nhất thời điểm bấy giờ, Mỹ tin sẽ đưa Hà Nội và toàn bộ miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá. Đứng trước viễn cảnh đó, quân và dân ta đã anh dũng chống trả suốt 12 ngày đêm không biết mệt mỏi. 36.000 tấn bom thả xuống là không đủ để quật ngã ý chí và khát vọng hòa bình của người dân Hà Nội. Ngược lại, chính những kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên mảnh đất nghìn năm văn hiến mới là người bị bẻ gãy ý chí chiến đấu. 81 máy bay B-52 bị bắn hạ, hàng trăm máy bay chiến thuật rụng ngay trên bầu trời Hà Nội, biến 12 ngày đêm địa ngục trở thành trận Điện Biên Phủ trên không lẫy lừng. Mỗi chi tiết trong phim đều được chọn lọc kỹ càng để ta thấy muôn vàn mảnh đời khác nhau trong cuộc chiến khốc liệt. Đó là người chiến sĩ xin phép mẹ và họ hàng rời linh cữu của cha để đi làm nhiệm vụ. Là tiểu đoàn trưởng Đặng Nhân bùi ngùi chia tay người vợ trong đêm tân hôn. Là đôi tình nhân phải dừng nụ hôn trên ghế đá bờ hồ Hoàn Kiếm khi máy bay B-52 tiến hành oanh tạc. Là cô y tá Hạnh Ngân kẹt cứng dưới hầm trú bom tại phố Khâm Thiên. Có thể nói, Hà Nội 12 ngày đêm là bản trường ca về lòng dũng cảm của người dân thủ đô trong tháng ngày đối mặt với mưa bom bão đạn. Dù vẫn còn vài thiếu sót do hệ thống nhân vật quá lớn dẫn đến chưa khai thác được hết tiềm năng các câu chuyện xung quanh, song chừng đó là đủ để ta cảm nhận sự hùng tráng và đau thương mà chiến tranh mang lại, từ đó thêm phần trân trọng hòa bình như ngày hôm nay. Rời xa chiến tranh và khói lửa, Hà Nội của những năm 2000, trong bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trần Tiến, có nhà cao vươn trong mây xanh, phố vẫn nhỏ, con đường vẫn nhỏ, để em bước trong thu vàng. Hà Nội đã thay da đổi thịt, trở thành một đô thị sầm uất và trẻ trung. Người tứ xứ đổ đến làm ăn mưu sinh. Giữa dòng chảy không ngừng ấy là câu chuyện của Nguyệt, Thương và Nhung trong Phía Trước Là Bầu Trời. Dù đã 20 năm công chiếu, nhiều khán giả vẫn nhận định rằng đây là một trong những bộ phim hay và sâu sắc về thế hệ trẻ tại thành phố lớn. Người sống ở Hà Nội vẫn hay đùa nhau rằng Hà Nội chỉ đẹp nếu có tiền, có thời gian để mà thảnh thơi tận hưởng. Còn với những ai vất vả ngược xuôi ở thành phố này, ta chỉ thấy nó chật hẹp, ngột ngạt, sao mà lắm cạm bẫy và khó khăn đến thế. Nhận định ấy có lẽ thật đúng với ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học và những người bạn tứ xứ sống trong cùng một xóm trọ sinh viên. Dù vẫn đang còn ngồi trên giảng đường đại học hay đang giải hàng chục bộ hồ sơ xin việc, những gương mặt trẻ măng đều phải đối mặt với nỗi lo về cơm áo gạo tiền hàng ngày. Phía Trước Là Bầu Trời nói về những người không sinh ra ở Hà Nội đang loay hoay tìm cách bám trụ tại thành phố lớn. Những buổi đi tìm việc, học việc, làm thêm, choán hết thời gian tuổi trẻ của họ. Thương, cô gái hiền lành nhút nhát, dù học giỏi nhưng phải làm nhiều công việc tạm bợ, từ gia sư đến phục vụ trong nhà hàng để kiếm tiền sinh hoạt trong lúc chưa tìm được công việc cố định. Còn Nguyệt, cô gái dẻo miệng thảo mai, lại nhanh chóng được người yêu xin cho công việc hành chính, được đưa đón và chăm sóc. Trong khu trọ cũng có nhiều sinh viên khác, mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau, như một xã hội thu nhỏ với đủ cảm xúc buồn vui. Câu chuyện của họ mang đến cho tất cả những người trẻ nhiều bài học thâm thía, được lồng ghép một cách tinh tế và đúng đến tận thời điểm hiện tại. Có lẽ bởi tất cả mọi người không thể tồn tại trên một mảnh đất chật hẹp, nên ai cũng phải đấu tranh giành lấy những điều tốt đẹp cho mình. Đến cuối cùng, khi mọi khó khăn đã qua đi, Hà Nội lưu dấu tuổi trẻ đáng nhớ của biết bao người. Một Hà Nội nhộn nhịp, xô bồ, nhưng cũng thật nhiều cơ hội và trải nghiệm cho những ai đang tìm kiếm sự đổi thay. Cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay, hãy cùng mình đến với tác phẩm Bỏ Trốn của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang khi tái hiện lại cuộc sống, tâm tư của những đứa trẻ sống trong buổi đầu thời kỳ đất nước đổi mới. Chuyện phim xoay quanh Thi, một đứa trẻ phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Tuy nhiên đau thương liên tục đến, bởi chẳng lâu sau em cũng mất cả mẹ vì vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chẳng thể về ở chung với bố cùng người mẹ kế, thì được người bác ruột giàu có nhận nuôi với hy vọng em sẽ được sống trong cảnh ấm no, đầy đủ yêu thương. Dẫu vậy, bác lại là người bận rộn. Hầu hết thời gian sống tại đây thì phải nhận sự hắt hủi của người bác dâu. Chỉ vì hiểu lầm cộng mối ác cảm có sẵn, bác dâu tức giận đuổi Thi ra khỏi nhà. Cô bé lang thang
và tình cờ theo đoàn xe xuống nghĩa trang nơi chôn cất bà ngoại, để rồi làm quen với những đứa trẻ quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem và ăn nói bộc trực. Thương cảm cho số phận cô bé, cha thằng Cò và cái Tí, một người hành nghề đào huyệt, nhận Thi về làm con, dẫu cho gia cảnh cũng chẳng khá giả gì. Trong cái không khí dân dã vất vả ấy, tình yêu thương chân thành như ngọn đèn soi sáng cả đêm đen. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thi được cuộn tròn ngủ trong vòng tay ấm áp. Hà Nội trong bỏ trốn hiện lên thật kỳ lạ với hai nửa hoàn toàn đối lập. Giữa thời kỳ kinh tế thị trường đầy náo động, một đất nước đang dần chuyển mình, một đô thị ngày càng văn minh hiện đại với đủ loại xe ô tô, xe máy và nhiều đồ điện tử, đâu đó ngoài kia vẫn còn cuộc sống lam lũ vất vả của người nghèo. Hai nửa đối lập ấy hiện lên đầy mạnh mẽ và cũng thật u buồn. Bố thằng Cò từng nói, người lớn nghèo lắm, chẳng có gì. Ngẫm ra quả thực, cái cách bọn trẻ trân quý nhau sao mà khiến người lớn phải thấy chạnh lòng ghen tị. Người lớn nghèo lắm, tuy nhiên cái nghèo trong bộ phim là cái nghèo khi thiếu vắng đi tình yêu thương và sự quan tâm, khi bị đè nặng lên bởi quá nhiều thứ mang tên trách nhiệm. Cũng bởi vậy, Bỏ Trốn là tác phẩm man mác buồn, song cũng đầy lòng trắc ẩn, dung dị, như lời an ủi, chân thành mà ấm áp giữa một Hà Nội đang đổi thay từng ngày. Và đó là năm bộ phim về Hà Nội mà chúng mình cho là rất đáng thưởng thức. Có tác phẩm hài hước, có tác phẩm bi kịch, nhưng sau cùng đều cho ta thấy một thủ đô theo một cách riêng, muôn mảnh đời với muôn sắc màu khác biệt. Đối với bạn, đâu là bộ phim hay nhất? Chúng mình có bỏ lỡ tác phẩm nào hay không? Hãy bình luận bên dưới để gợi ý chủ đề tiếp theo cho phê phim nhé. Đến đây video xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. May the force be with you. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.